Video này được sản xuất bởi Trung tâm Tự kỷ và Rối loạn Phát triển Thần kinh với sự hỗ trợ của Bộ Dịch vụ Phát triển California. Lúc còn nhỏ là tôi có hai cháu lúc còn nhỏ. Một bé thì là la hét, đánh đập, rồi không nói, không biết nói. Còn một bé thì chạy lung tung ra ngoài, la hét và cũng không biết nói. Khi hai bé con tôi được nhận ABA là vì bị hê quá nhiều nên được nhận ABA vào năm 2010. Khi đó là bé Minh Khoa được 10 tuổi và bé Minh Quân được 5 tuổi. Khi được ABA nhận thì hai bé là được dùng cho cái hành vi. Dạ, cái hành vi rất là yếu. Khi được nhận ABA thì ABA giúp cho hai đứa bé của con tôi là về hành vi, làm sao được cho bớt cái hành vi đi xuống, bớt la hét, bớt đánh đập và bớt chạy ra ngoài nhiều. Và tự lo cho bản thân. Dạ, ABA rất là quan trọng đối với cho trẻ bị tự kỷ, có giúp đỡ cho cha mẹ là hiểu biết về ABA, những hành vi để giúp cho con mình phát triển về khả năng biết nói, khả năng tự lo cho bản thân và khả năng giao tiếp. Và cha mẹ sẽ hiểu biết về cái hành vi của con mình thay đổi trong lúc nào. Mình thấy con của mình đang khóc, có hành vi xấu. Mình đang suy nghĩ, mình nghĩ là con của mình xấu, hoặc là hỗn, hoặc là bậy bạ quá, hay là phá quá. Mà không có phải đâu, tại vì con của mình có tự kỷ á, thì mỗi cái hành vi có cái lý do. Có lý do tại sao con của mình có hành vi này. Không có phải cháu muốn làm để làm thôi, hoặc nó muốn khóc thì khóc thôi. Mình nó sẽ có cái lý do. Lý do số 1 á, có phải là con của mình muốn ai chú ý. Thì tiếng Mỹ gọi là attention seeking, right? Cái đó là nếu con của mình muốn mình chơi hoặc là muốn mình nhìn cháu, nó không có dễ để cho con của mình hỏi mình làm cái đó. Mà nó dễ hơn nếu con khóc. Nếu khóc á, thì mình bị la hoặc là có ai qua xong hỏi, ủa con có sao không? Thì nếu mình làm một cái hai phần đó á, thì mình đang chú ý con của mình. Phần số 2 thì là có phải con của mình muốn cái gì? Con của mình có phải muốn ăn cái gì? Hoặc là muốn đồ chơi gì? Muốn cái lặt vặt gì? Nó dễ hơn nếu con của mình khóc, phải không? Giống như em tả ra là con của mình đang chơi iPad, máy tính. Xong rồi mình lấy lại, mình nói ok, xong rồi mình phải đi ăn. Thì con khóc. Nếu con khóc nhiều, xong rồi ai đưa cái máy tính lại, hoặc là đưa cái iPad lại, con của mình sẽ học là mỗi lần con khóc, nó dễ hơn để con được cái máy tính lại, cái iPad lại. Con không có cần hỏi, con không cần làm cái gì mà người ta muốn con làm, mà nó dễ hơn để cho con khóc. Thì khi con của mình muốn cái gì, nó tiếng Mỹ sẽ gọi là tangible. Sau khi đó, bây giờ mình sẽ nói phần số 3. Số 3 có phải là con của mình đang tránh cái gì? Giống như mình nói con của mình phải làm bài. Con của mình không có muốn làm bài, hoặc là không có muốn đi trị liệu hôm nay. Trong một giả bộ nói bị bệnh, không có cần đi. Hoặc là cháu sẽ khóc, hay là cắn, hay là đánh ai. Xong rồi không có cần làm cái việc đó nữa. Con của mình sẽ học là mỗi lần làm cái việc đó, mình không có cần đi làm mấy cái việc kia, cho mình được tránh cái đồ mà mình không có muốn làm. Phần cuối á, là có phải là con của mình đang làm cái hành vi đó tại vì nó tự kích thích,
thì cái đó tiếng Mỹ là self-stimulatory behavior. Cái đó là con của mình sẽ làm cái gì để cho cái cảm giác, cái thân mình cảm giác tốt, thì cái thân mình của cái cảm giác đó mấy cháu thích. Thì em thấy mấy cháu mà có tự kỷ thường mang mấy cái xe bỏ gần cái mắt, hoặc là nằm xuống coi cái xe move lại, move đi lên đi xuống, hoặc là thấy mấy cái đồ mà thích quấn á, hoặc là thích lặp lại nói một chữ và nói mấy lần. Mình nên nhớ là con của mình không có phải là hư đâu, mà con của mình làm cái hành vi đó tại vì con của mình có tự kỷ, and nó có một cái lý do tại sao con của mình có cái hành vi đó. Bây giờ mình sẽ nói chuyện thêm về cái trị liệu gọi là ABA, phân tích ứng dụng của hành vi. Trong cái lớp trị liệu ABA sử dụng những thay đổi trong các sự kiện môi trường, bao gồm các kích thích trước đây, thì trước khi cái hành vi xảy ra cái gì, và người ta sẽ coi cái hậu quả là sau khi cái hành vi thì mình sẽ làm cái gì. Thì tiếng Mỹ của môi trường mà trước khi cái chữ đó tiếng Mỹ gọi là antecedent. Với mình nên nói cái kết quả, cái chữ đó hậu quả, cái chữ đó tiếng Mỹ thì là consequence. Thì bây giờ mình hiểu cái trước khi cái hành vi với sau khi cái hành vi có hậu quả, phải không? Thì em tả một cái câu chuyện để cho gia đình hiểu. Thì giả bộ mình có một con của mình đang chơi máy tính hoặc là chơi iPad. Mình lấy lại tại vì mình muốn con mình ăn cơm. Mình thấy con của mình đang khóc, chọi đồ chơi, cắn tay của con, cắn tay của cháu. Xong rồi á, hậu quả mình lại đó, mình đưa cái iPad lại để cho cháu ngưng, không có khóc nữa. Thì bây giờ mình coi mình đã dạy con cái gì nha. Thì trước khi á, cháu đang làm cái gì, trước khi cái hành vi cháu đang chơi với mình lấy lại, xong rồi cháu sẽ có cái hành vi xấu, khóc, đánh hoặc là chọi đồ. Sau khi đó cái hậu quả là mình đưa lại tại vì mình muốn cháu ngừng. Thì cháu sẽ học là nếu con muốn cái gì á, thì con sẽ có hành vi xấu. Sau khi cái hành vi xấu á, con sẽ được đồ. Thì mốt á, nếu mình muốn con làm cái gì á, con sẽ có cái hành vi xấu, xong rồi con sẽ được cái máy tính lại. Nó dễ vậy. Mình không có muốn học mình không có muốn chỉ con của mình vậy nha. Bây giờ mình học hiểu về lớp ABA một tí. Bây giờ mình muốn con của mình ở trong trị liệu ABA, mình nên làm cái gì? Nếu con của mình khám phá là có tự kỷ rồi á, mình nói bác sĩ cho mình một cái giấy tờ nói công ty nào bảo hiểm mình sẽ trả tiền cho. Hoặc là nếu mình không có biết là con của mình có tự kỷ chưa, mà mình muốn biết con của mình có tự kỷ, mình lại bác sĩ gia đình mình nói ok, mình muốn kiểm phá là con của mình có tự kỷ không, người ta sẽ giới thiệu mình đến một cái chỗ chuyên môn về tự kỷ. Sau khi đó người ta sẽ kiểm phá nếu con của mình có tự kỷ thì người ta sẽ cho mình một cái giấy tờ nói. Sau khi đó mình nói chuyện với bác sĩ hoặc là bảo hiểm, hỏi ok, mình biết con của mình có tự kỷ, người ta có gửi một cái giấy tờ kiếm mấy cái công ty mà người ta sẽ trả, thì người ta trả thì là bảo hiểm sẽ trả nha. Sau khi đó mình gọi xong rồi mình sẽ ghi danh cái chỗ mà mình thích.
sau khi mình kinh doanh á, người ta sẽ cho mình một cái nhiều giấy tờ mình phải nộp. Sau khi mình ghi hết, mình nộp lại. Sau khi mình nộp lại á, mình phải đợi, tại vì người ta phải nhìn mấy cái giấy tờ coi cái đúng không. Xong người ta gọi bảo hiểm. Sau cái đó xong á, người ta sẽ gọi mình, người ta sẽ hẹn một ngày để cho mấy cái giáo viên đến sẽ coi con của mình, thi con của mình, coi cái chương trình nào giúp cho con của mình nhiều nhất. Xong rồi người ta sẽ viết một cái tiếng Mỹ gọi là report, người ta sẽ viết một cái giấy tờ cho mình, cái chương trình. Xong rồi mình sẽ trong cái lớp ABA. Bây giờ mình có cái lớp ABA rồi, mình hỏi ủa người ta sẽ làm cái trị liệu ở đâu vậy? Thì cái đó tùy tùy gia đình. Có mấy chỗ người ta làm ở văn phòng, có mấy chỗ người ta đến nhà mình, ở tại nhà mình, hoặc là mình đến trường học, có mấy cô giáo viên ABA đến trường học với con của mình, hoặc là cộng đoàn, nếu mình muốn con của mình đi đâu mà nó khó, mình phải nói mấy giáo viên, người ta sẽ giúp mình. Hoặc là nếu đi nha sĩ nó khó, hoặc là đi chợ nó khó, thì mình phải nói người ta sẽ làm một cái chương trình để giúp mình làm sao để giúp con của mình không có cái hành vi xấu đó nữa, với dễ cho gia đình đi đó. Thì mình biết trị liệu ABA ở đâu rồi, mà bây giờ mình hỏi ok, mình ở trong cái trị liệu rồi mà mình phải làm bao lâu con của mình sẽ đỡ hơn hoặc là không có cần nữa. Thì cái đó nó tùy cái gia đình, phải không? Có mấy em á, thì cần trị liệu tất cả cái cuộc sống của con, cả đời của em đó, tại vì em đó cần nhiều hơn. Hoặc là có mấy em á, thì không có cần nhiều, thì có cần mấy năm thôi. Thì mình đừng có so với người khác. Mình thấy ủa tại sao con kia làm bé kia làm một năm mà tại sao con của tôi phải làm sáu năm. Cái đó tùy con của mình học sao, với là con của mình cần bao nhiêu giúp, cần giúp bao nhiêu, thì mình phải đợi, mình nghe lời mấy cái người giáo viên, với mình là phụ huynh của con của mình, mình biết khi nào con của mình không cần nữa. Người nào là người sẽ dạy hoặc là làm cái trị liệu ABA? Thường nhiều người hỏi cái đó tại vì mình đâu có biết đâu. Thì thường á, thì là mấy cái công ty mà mình gọi, mà cái bảo hiểm của mình sẽ trả tiền á, người ta sẽ gửi mấy cô giáo viên đến với một cái cô sếp hay là ông sếp. Xong rồi ông hay là bà sếp sẽ chỉ mấy giáo viên làm sao để làm cái chương trình của con của mình. Cô giáo, mấy giáo viên á, ở đó với con của mình khoảng 1 tiếng, 2 tiếng hay là một tuần á, thì là 10 tiếng thôi. Mình phụ huynh á, mình là người mà với con của mình nhiều nhất, thì mình phải ngồi trong cái trị liệu luôn. Mình học hỏi, mình có câu hỏi gì mình hỏi, xong rồi mình học luôn, mình coi cô giáo với mấy cô giáo viên á, đang làm sao, mình là người sẽ làm với con của mình. Tại vì nếu mình muốn con của quý vị học nhanh hơn á, thì mình phải dạy con của mình luôn. Tại vì nếu mình cho con của phụ huynh á, tập nhiều hơn á, thì em sẽ học nhanh hơn. Trong khi trị liệu ABA, ai là người hưởng lợi nhiều nhất, thì mình sẽ biết là con của mình sẽ có nhiều hưởng lợi cho cái này, phải không? Mà không có phải là con của mình thôi, là cả cái gia đình. Thì giống như nếu là cha mẹ sẽ giúp cho cha mẹ hiểu con của mình hơn, hoặc là mình thấy ông bà không có hiểu tại sao con của mình khóc, hoặc là con của mình tối ngày có hành vi xấu, có phải là con của mình hư, con của mình không có biết nghe lời, hoặc là chậm quá,
cái đó không có đúng. Hoặc là có mấy gia đình nói là ồ không sao đâu, con của mình sẽ nói khi con của mình muốn nói, mà cái đó không có đúng. Mình phải bắt đầu cái trị liệu để giúp con của mình nói chuyện, phải không? Mình thấy là ai mà xung quanh ở gần con của mình nhiều nhất thì là người sẽ lợi cho cái trị liệu này. Mình ghi danh cho cái chỗ công ty ABA rồi, xong rồi người ta đến, người ta thi con của mình. Mình có một cái chương trình rồi, mình đọc lại. Bây giờ mình phải làm cái gì? Thì mình nên nhìn cái chương trình. Ở trong cái chương trình đó, nó sẽ có hai cái tùy người ta mà thi con của mình, người ta sẽ viết. Có phải là có hai phần nha. Thì có phải là con của mình có cái chương trình mà toàn diện, thì cái đó là comprehensive plan, thì cái đó là nó sẽ có nhiều cái điều ở trong cái chương trình này. Hoặc là có phải cái là phần số 2 là có phải cái trị liệu đó là tập trung về một cái tập trung cái chương trình thôi, thì cái đó là focus plan. Cái đó là giống như con của mình có hành vi xấu hay là khó, giống như đánh đầu, lấy cái đầu đậm đụng cái tường tối ngày bị chảy máu, hoặc là cắn người ta xong rồi làm cái da của người ta rách. Cái đó nếu mình thấy cái vậy, mình không có nên cho con của mình làm cái chương trình toàn diện, mà phải làm cái chương trình tập trung. Sau khi mình tìm hiểu con của mình có chương trình nào, mình đọc hết cái chữ ở trong cái chương trình đó. Mình đọc xong rồi nếu mình có câu hỏi nào, mình phải hỏi mấy cái giáo viên đó. Ủa tại sao mình biết cái chương trình này mà mình thấy không có đúng? Con của mình biết làm cái này rồi, tại sao phải bắt làm nữa? Hoặc là tôi thấy là con của mình không có làm cái này được, tại vì cần làm một cái chương trình trước khi làm cái chương trình này. Mình phải nói người ta. Mình bây giờ mình hiểu cái chương trình của mình nên ngồi ở trong cái trị liệu, mình coi mấy cái giáo viên làm sao với con của mình học. Sau khi cái đó thường á, mình sẽ thấy mấy giáo viên với mấy sếp của giáo viên tiếng Mỹ gọi là supervisor, mấy cô đó sẽ đến giúp mình với giúp mấy giáo viên nếu người ta cần giúp. Nếu mình có câu hỏi gì mình hỏi giáo viên, hoặc là mình hỏi cô supervisor. Sau khi cái đó thì thường nếu mình muốn gặp hết mọi người để mình nói chuyện về con của mình, người ta sẽ gặp với mình, xong rồi mang hết người mà giúp con của mình để nói chuyện về con của mình nha. Mà mình nhớ mình phải hỏi, nếu mình không có hỏi người ta không có làm. Bây giờ mình hiểu về cái trị liệu rồi, mình biết sao mình muốn ghi danh thì mình phải làm cái gì, mình cần gì, ai là người mình sẽ nói chuyện với, phải không? Với trong cái trị liệu á, mình nên nhìn cho cái gì. Với cái chương trình á, mình nhớ đọc nha. Thì bây giờ mình đọc, mình làm hết xong rồi mình vẫn còn câu hỏi, mình nên hỏi ai? Thì thường cái đó mình phải hỏi giáo viên trước. Giáo viên với sếp của giáo viên, tôi không có hiểu tại sao con của tôi làm trị liệu rồi mà vẫn thấy không có nói chuyện nhiều như mấy con kia, hoặc là cần giúp cái này nhiều hơn, mình lên nạp cái gì, hoặc là mình thấy con của mình đang chớp cái mắt mà mình không có hiểu tại sao vẫn chớp, mà chớp giống như bị đau hay là cái gì á, mình nên hỏi ai? Thì mình hỏi mấy giáo viên, sếp của giáo viên. Sau khi đó mình hỏi bác sĩ của mình, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn về tự kỷ mà mình có, hoặc là mọi người mà làm với con của mình trong cái giờ này. Phụ huynh nhớ là nếu mình không có hỏi, mình không có làm cái gì á, thì mấy người
giáo viên không có biết, bác sĩ không có biết. Mình cần cái gì mình nhớ, mình phải làm nha. Mình phải hỏi, sau khi đó người ta sẽ giúp mình. Mình cần cái gì người ta sẽ giúp. Nhớ nha. Nhiệm vụ của Trung tâm Khu vực Quận Cam là cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và tài nguyên đáp ứng nhu cầu của những người được chúng tôi phục vụ, bao gồm cả trẻ em, người lớn và gia đình của họ. Các can thiệp dựa trên bằng chứng và ngăn ngừa như các dịch vụ về hành vi là một dịch vụ hỗ trợ mà RCOC đã cung cấp cho các cá nhân được chúng tôi phục vụ từ rất lâu rồi. Các dịch vụ hành vi còn được gọi là ABA đã được cung cấp cho các cá nhân để thúc đẩy các hành vi xã hội tích cực và cải thiện các hành vi can thiệp vào việc học và các tương tác xã hội. ABA là một trong những phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng duy nhất cho chứng rối loạn phổ tự kỷ và các cá nhân bị các khuyết tật phát triển khác. Chúng tôi cũng biết ABA điều trị hiệu quả như thế nào vì chúng tôi đã thấy những cá nhân bị chậm phát triển đáng kể và có hành vi không lành mạnh được cải thiện đáng kể khi có can thiệp ABA. RCOC luôn khuyến khích và thúc đẩy các dịch vụ này để hỗ trợ cho những người được chúng tôi phục vụ có cơ hội tốt nhất để vượt qua các thách thức về phát triển và hành vi. Trong suốt một thời gian dài, các trung tâm vùng chịu trách nhiệm chính cho việc tài trợ các chương trình dịch vụ hành vi ABA. Nhưng vào năm 2011, Thượng viện tiểu bang California đã quy định rằng các bảo hiểm y tế tư phải chi trả cho điều trị sức khỏe hành vi. Các dịch vụ như phân tích hành vi ứng dụng cho tất cả các cá nhân có chứng rối loạn phổ tự kỷ, bất kể tuổi tác của họ. ABA cuối cùng đã được công nhận là một điều trị cần thiết về mặt y tế cho những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Vào tháng 7 năm 2014, Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe đã nhận được sự chấp thuận của liên bang để Medi-Cal cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi cho những người dưới 21 tuổi được chẩn đoán có bệnh phổ tự kỷ. 4 năm sau, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Trợ cấp Y tế đưa ra tuyên bố rằng Medi-Cal phải chi trả các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế cho tất cả các cá nhân trong độ tuổi từ 3 đến 21 tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là nếu các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi được coi là cần thiết về mặt y tế, tất cả các cá nhân không phân biệt chẩn đoán y khoa sẽ đủ điều kiện nhận dịch vụ nếu chúng có Medi-Cal. Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Đối với tất cả những người có bảo hiểm, Trung tâm vùng sẽ hỗ trợ các cá nhân và gia đình truy cập các gói bảo hiểm của họ. Thường thì bước đầu tiên sẽ là sự giới thiệu từ người cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, đó là bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ gia đình. Dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi thông qua bảo hiểm phải được bắt đầu bởi bác sĩ. Từ đó, chương trình sức khỏe sẽ cung cấp cho các cá nhân và gia đình một danh sách các nhà cung cấp có sẵn trong mạng lưới chương trình sức khỏe cụ thể đó. Gia đình sẽ chọn một nhà cung cấp. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ hành vi sẽ tiến hành đánh giá, được gọi là đánh giá hành vi chức năng hoặc FBA. Đánh giá này sẽ xác định những lĩnh vực trọng tâm và mối quan tâm cần được giải quyết trong điều trị. Nhà cung cấp dịch vụ hành vi và gia đình sẽ cùng nhau xác định mục tiêu và phát triển kế hoạch can thiệp. Nếu các gia đình gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ thông qua bảo hiểm hoặc không hài lòng với các dịch vụ được cung cấp, Trung tâm vùng có thể hỗ trợ liên lạc với bảo hiểm và giải quyết các mối quan tâm và nhu cầu để thay đổi dịch vụ hoặc nhà cung cấp. Như đã giải thích, bảo hiểm ở California hiện được yêu cầu tài trợ cho các dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu bảo hiểm của bạn chịu sự miễn trừ hoặc bạn không có bảo hiểm, hệ thống trung tâm vùng là đối tượng thanh toán cuối cùng và có thể được yêu cầu tài trợ cho dịch vụ hành vi đó. Theo cách tương tự như được mô tả trước đây, nếu trung tâm vùng xác định rằng can thiệp hành vi là cần thiết, gia đình sẽ được lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ được trung tâm vùng ký hợp đồng. Sau khi các gia đình chọn được nhà cung cấp dịch vụ hành vi, nhà cung cấp dịch vụ đó sẽ tiến hành đánh giá hành vi chức năng để xác định mục tiêu và mức độ can thiệp như được mô tả trước đây. Xem xét những gì chị nói về, nhiều trẻ tự kỷ và khuyết tật khác có thể tiến bộ bằng các liệu phân tích hành vi ứng dụng. Ở trong California, bảo hiểm y tế chi trả cho trị liệu ABA cho những người khuyết tật cụ thể như tự kỷ.
Nếu bạn có thắc mắc về các truy cập ABA, bạn nên liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công ty bảo hiểm hoặc trung tâm khu vực.